từ nổi, từ khắc, từ chìm, từ tất cả những cái gì mà khách muốn Kỳ Lan sẽ làm thực hiện cho đối khách. Rồi bây giờ đi sâu vào, không nói bằng mắt thường, không nói bằng miệng thường, mà mình sẽ nhìn vào máy móc, mình nói. Kỳ Lan sẽ mở máy soi lên và em đặt qua giùm cho anh, đặt qua giùm cho anh cái máy này để anh soi. Tỷ lệ chia cổ cực kỳ chuẩn và tiêu chí luxury của Kỳ Lan là không phải cứ đưa đại viên kim cương vô mà Kỳ Lan sẽ tuyển chọn viên kim cương theo tiêu chí đồng nhất. Có những chỗ nhỏ thì Kỳ Lan sẽ tuyển chọn những viên nhỏ, nhưng nó phải đồng nhất về độ đẹp, màu sắc, và phải tuyển chọn từng viên một. Những viên nào bị lỗi là Kỳ Lan sẽ loại ngay, bởi vì đây là handmade bởi Kỳ Lan Luxury theo tiêu chí Luxury Kỳ Lan.